Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bookband của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu mũ quanh nét với hai cái búi tóc rất là dễ thương như thế này đây. Mimi hướng dẫn cho các bạn đủ size luôn ha, từ sơ sinh cho tới người lớn luôn, cho nên là bạn nào thích thì chúng ta có thể là móc cho các bé, bạn bè, người thân hoặc là cho chính mình đều được luôn ha. Móc cái mũ này cũng tương đối là dễ thôi à các bạn. Mình có những cái thông số cung cấp cho các bạn đó, cho nên là rất là dễ móc luôn ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mũ móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Với cái mẫu mũ này thì mình móc len Mekoton ha, cộ 125g á, cỡ len là 2mm và mình sẽ phối màu trắng với lại màu hồng. Cái sợi nó xe từ 5 sợi như thế này nha các bạn. Đó, và cái phần thân mũ thì mình sẽ móc kim 3mm, còn hai cái búi tóc thì mình sẽ móc cái kim là 2.5mm nè. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình một ít bông gòn để chúng ta nhồi vô cái búi tóc nha. Chuẩn bị thêm cho mình kéo cắt len và kim khâu len. Và ở đây mình có cung cấp cho các bạn cái bảng số đo móc nón này, cái bảng 1 và cái bảng 2. Các bạn sẽ bấm dừng màn hình lại để mà chúng ta có thể là chụp cái bảng 1 nè, hoặc là add cái Zalo của mình đi, Zalo dưới này nè, để mà mình sẽ gửi nguyên cái bảng này cho các bạn, để mà chúng ta có thể là móc được mọi size luôn ha. Rồi, ở đây là bảng 2, các bạn sẽ bấm dừng màn hình và chụp cái bảng 2 luôn. Rồi, ở đây là mình sẽ nói sơ qua cho các bạn trong cái quá trình móc thì mình sử dụng cái bảng này như thế nào, đó là mình sẽ nói thêm ha. Ở đây có cái độ tuổi là mình liệt kê cho các bạn từ cái sơ sinh cho tới người lớn nè. Vòng đầu là bao nhiêu, là mình có ghi đây, là cái số cm ha, cái vòng tròn á các bạn. Rồi từ đỉnh đầu xuống lỗ tai là bao nhiêu cm nè, mình có liệt kê cho các bạn. Rồi ở cái bảng thứ hai là cái mà mình chia size cho mọi người, thì trong cái quá trình móc á, mình nói rõ ở chỗ cái điểm này nè, để các bạn dễ dàng các bạn móc lắm, cho nên là các bạn yên tâm ha. Rồi như vậy là bây giờ chúng ta có cái số size khác nhau, móc cái size khác nhau. Ở đây là mình móc cái size là 6 đến 12 tháng, cái vòng đầu của bé là từ 42 cho tới 46, mình sẽ móc là độ khoảng trong cái giới hạn này ha. Mình móc là 43 hoặc là 44 cm, rồi từ đỉnh đầu xuống lỗ tai là mình móc cái khoảng trong đây nha. Rồi như vậy thì các bạn ở cái size nào thì có cái số ô tương ứng nè, các bạn sẽ nhớ đó để mà chúng ta thực hiện cái bảng số 2. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng lấy len và kim móc ra để chúng ta móc nha. Chúng ta sẽ tạo vòng tròn, đưa kim móc vào kéo len qua, móc lên 2 mũi móc xích. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào vòng tròn này 12 mũi móc kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12. Sau đó các bạn sẽ kéo nút vòng tròn này cho nó khít lại. Và chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên. Đây là hai mũi móc xích mà mình gây nên nè, 1 2 nè. Chân móc đầu tiên là chân móc của mũi móc kép nha. Rồi các bạn sẽ canh chỉnh lại cái phơm, kéo một lần nữa, móc lên hàng móc thứ hai với hai mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc hai mũi móc kép cùng một chân. Chân thứ hai các bạn cũng sẽ móc hai mũi móc kép cùng một chân. Làm lần lượt hết tất cả 12 chân móc này, mỗi chân là hai mũi móc kép. Rồi các bạn móc tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi, bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vô chân móc đầu tiên này để kết thúc hàng. Như vậy tổng số chân móc của chúng ta sẽ là 24. Các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích để móc
hay móc thứ ba. Chúng ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc kép. Chân thứ hai, hai mũi móc kép cùng một chân. Lặp lại cái cụm này đến cuối hàng cho mình ha. Một kép và tới hai kép. Một kép nè. Tới hai mũi móc kép cùng một chân. Các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ ba rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuột mũi vào chân móc đầu tiên. Móc lên một mũi móc xích trước. Các bạn sẽ canh chỉnh cái form cho nó ngang ngang gan xíu ha, để cái chấp nón của chúng ta được đẹp hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ móc hàng móc thứ tư với hai mũi móc xích. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc kép. Chân móc thứ hai, một mũi móc kép. Chân móc thứ ba, hai mũi móc kép cùng một chân. Chúng ta sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng, hai lần một kép và một lần hai kép. Một kép, một kép và hai kép. Các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ tư rồi và bây giờ tổng số chân móc của chúng ta sẽ là 48. Các bạn sẽ chuột mũi nha. Móc lên hai mũi móc xích, đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một mũi móc kép. Chân thứ hai, một mũi móc kép. Chân thứ ba, một mũi móc kép. Chúng ta sẽ móc hai mũi móc kép cùng một chân ở chân móc thứ tư nha. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng, ba lần một kép và một lần hai kép. Một, hai, ba. Chân thứ tư, hai mũi móc kép. Rồi các bạn móc tới cuối hàng luôn nha. Móc đến cuối hàng thì chúng ta có được là 60 chân móc ha. Bây giờ chúng ta sẽ chuột mũi. Kết thúc hàng. Giờ ở hàng móc thứ 6 á. Hàng móc thứ 6, 7, 8 trở đi thì chúng ta có thể là cái vòng đầu nó sẽ khác nhau ha. Ở đây là mình móc vòng đầu là 43 cm, như vậy là mình sẽ chọn cái bảng số 2 nè. Vòng đầu 43 là tăng mũi ở hàng thứ 6 là chỉ tăng 8 mũi thôi. Nãy giờ á cứ mỗi hàng là mình tăng 10 12 mũi nè các bạn. Vậy thì chúng ta sẽ áp dụng theo cái công thức tăng size ở phía dưới này. Mình á thì mình sẽ tăng 8 điểm. Còn các bạn nếu mà trên lọt so với mình, ví dụ như là ít mũi hơn mình, các bạn chỉ móc là 40 cm thì chúng ta sẽ tăng ở hàng thứ 6 là tăng 4 điểm. Điểm nào tăng thì chúng ta sẽ móc hai mũi móc kép. Còn điểm nào không tăng thì chúng ta chỉ móc là một mũi móc kép thôi. Mà chúng ta tăng sao cái vòng tròn này nè, chỉ tăng 4 mũi là được, hoặc là size của mình là chỉ tăng 8 mũi là được ha. Còn những cái chân khác thì cứ móc là một mũi móc kép. Rồi nếu mà bạn nào mà móc cái vòng đầu nó lớn hơn, ví dụ như vòng đầu 55 đi, chúng ta ở hàng thứ bảy chúng ta sẽ tăng là 8 mũi, thì các bạn sẽ móc theo cái công thức tăng size ở hàng thứ sáu nè, 4 lần 1 kép và 1 lần 2 kép. Các bạn sẽ tăng đủ 12 mũi theo cái công thức này. Rồi lên tới hàng móc thứ bảy, các bạn chỉ tăng 8 mũi thôi thay vì là tăng 12 mũi ha. Cứ tăng 8 điểm bất kỳ, chia đều ra cho cái vòng tròn để mà chúng ta sẽ tăng 8 8 điểm. Còn những cái điểm còn lại chúng ta chỉ móc một kép thôi ha. Còn những bạn nào mà có vòng đầu to hơn nữa thì các bạn cứ dựa vô đây ha. Rồi, công thức tăng size ở hàng thứ bảy nè, nếu mà tăng 12 mũi sẽ là 5 lần 1 kép và 1 lần 2 kép. Tăng ở hàng thứ 8 nếu mà tăng full hết á là các bạn móc theo công thức nè, 6 lần 1 kép và 1 lần 2 kép. Như thế ha. Rồi như vậy là bây giờ mình móc là 43, như vậy là mình sẽ tăng 8 mũi ở 8 điểm. Còn các bạn thì tự các bạn chọn cho mình cái ô đó nha. Và bây giờ mình sẽ móc nè. Tức là bây giờ nó ở đây là ăn cụm nè các bạn. Nè, đây là ăn cụm ha. Rồi đây là ăn cụm. Tăng đủ 12 mũi là tăng mỗi cái đây đây hết nè. 1 2 3 4 5 nè. 6 7 8
9, 10, 11, 12. Tức là cái chỗ nào mà hai mũi móc kép cùng chân á, chúng ta sẽ móc vô cái mũi móc kép thứ hai á, là cái chỗ tăng mũi của chúng ta. Ở đây là mình chỉ móc 8 điểm thôi. À, ví dụ như mình bỏ qua cái mũi bên đây đi. Nè, ở đây là một lát nữa mình sẽ tăng ở điểm này ha. Một nè, mình bỏ qua điểm đây. Cái bên này cái mình tăng là hai. Ví dụ như đây cái mình móc ở đây luôn đi là ba. Mình bỏ qua điểm này, mình móc qua điểm này là 4. Bỏ ra cái điểm này, mình móc cái điểm bên đây là 5. À, ví dụ như đây mình móc ở đây luôn đi là 6 nè. Rồi bỏ qua điểm này, mình móc đây là 7. Rồi ở cái cuối là 8. Như vậy là mình tăng 8 điểm đó. À, mấy cái chỗ mình tăng thì mình sẽ móc là hai mũi móc kép nha. Rồi, như vậy là mình đã chỉ cho các bạn cái những cái điểm mà mình tăng. Còn nếu mà các bạn có thể là tăng lệch cũng được, nó không sao hết nha. Mình làm sao mà chia ra đủ 8 điểm là được rồi. Ví dụ như đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta khỏi cần đếm số mũi gì hết á. Chúng ta chỉ tăng 8 mũi thôi. Rồi, bây giờ các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc kép. Tới cái chỗ nào các bạn muốn tăng thì các bạn sẽ móc hai mũi móc kép cùng một chân nha. Nè, ví dụ như mình tăng ở điểm này, mình sẽ móc là hai mũi móc kép cùng một chân. Rồi, những cái chân móc tiếp theo mình lại móc mỗi chân là một kép. Đó, mình bỏ qua chân này mình không tăng. Rồi mình tăng cái chân ở phía dưới ha. Đó, mình tăng cái chân này hai mũi móc kép cùng chân. Ở đây là mình được tăng được hai mũi rồi đó. Bây giờ mình sẽ tăng thêm 6 lần nữa ha. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn khi mà mình móc tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi. Và bây giờ ở chỗ điểm này mình sẽ không có kết hàng ha. Mình sẽ đi xuống cái hàng thân luôn. Rồi khi nào mà các bạn tăng mũi xong các bạn cũng sẽ làm giống hệt như mình ha. Chúng ta sẽ móc lên hai mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Cứ mỗi chân móc thì chúng ta sẽ móc là một mũi móc kép. Các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn nha. Rồi các bạn sẽ móc tới cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng rồi và bây giờ mình sẽ móc lên hai mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại và móc cái hàng móc tiếp theo. Cứ mỗi chân thì chúng ta sẽ móc là một mũi móc kép ha. Và chúng ta sẽ móc tới cái số cm mà chúng ta mong muốn. Một lát nữa mình sẽ báo cho các bạn cái số cm mà mình móc và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở những cái size còn lại luôn ha. Và bây giờ mình sẽ móc tới cái chiều dài mà mình mong muốn. Mình đã móc tới cái đoạn phía dưới này nè các bạn. Bây giờ các bạn thử ốm nó như thế này ha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đo từ trên cái đỉnh đầu nè xuống tới dưới đây là được 14 cm nè. Mình sẽ làm thêm một hàng nữa ha là 15 cm. Rồi bây giờ các bạn sẽ để nó dư ra như vậy rồi mới đo nha. Đo là mình được 14 rồi đó. Bây giờ cái size của mình nè 6 đến 12 tháng là chỗ từ cái đỉnh đầu xuống cái lỗ tai. Nếu mà mình móc từ ở phía trên xuống á là mình móc độ dài là khoảng 16, 17 tùy theo. Ở đây là mình đã móc được 14 rồi. Thì mình sẽ làm thêm một hàng nữa là 15 và một cái hàng trắng nữa là sẽ đủ cái số cm này ha. Như vậy là chúng ta sẽ thực hiện ở những cái size khác nhau nè. Có cái số cm khác nhau các bạn sẽ áp dụng cái chỗ bảng thứ nhất này ha. Từ đỉnh đầu xuống cái lỗ tai. Đây, ví dụ như 0 đến 3 tháng sơ sinh nè, các bạn sẽ móc từ 13 đến 15 cm cho hoàn thiện cái từ cái độ cao từ đỉnh đầu xuống tới hết luôn nha. Rồi, ví dụ như cái size người lớn đi, size M này đi, thì các bạn sẽ móc là 22 cm tính xuống tới cái phần màu trắng luôn. Rồi như vậy là chúng ta sẽ nhìn theo cái bảng này để chúng ta làm. Rồi bây giờ mình sẽ làm với các bạn cái hàng màu hồng và hàng màu trắng nữa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên hai mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại.
Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, móc một mũi móc kép. Cái này á là mình đang móc ở phía trong mặt trái nè các bạn. Nếu mà các bạn dừng lại ở mặt phải á, thì chúng ta sẽ móc cái mũi mặt ngoài nó sẽ khác nha. Ví dụ như ở đây là mình đang làm cái hàng mặt phải đi, ví dụ như cái này là hàng mặt phải nha, thì mình sẽ quấn lên một vòng lên kim nè, đâm kim luồn từ phía trên luồn qua cái thân mũi móc kép nè, các bạn kéo lên qua hai vòng lần thứ nhất và kéo lên qua hai vòng lần thứ hai, đây là được gọi là mũi mặt ngoài nè. Còn ở đây do cái hàng của mình là hàng mặt trái cho nên là mình sẽ làm mũi ngoặt trong nha. Mũi ngoặt trong để mà cái vân á, nó hiện ra bên ngoài. Như vậy mũi ngoặt trong chúng ta sẽ móc như sau. Các bạn cũng vấn lên một vòng lên kim. Đâm kim từ ở phía dưới. Luồn qua cái thân móc kép nè. Rồi các bạn sẽ kéo lên qua. Kéo lên qua hai vòng lần thứ nhất, hai vòng lần thứ hai. Rồi bây giờ các bạn xoay nó ra đây đi, đây nó nổi lên giống như khi nãy mình làm mũi mặt ngoài nè các bạn, nhưng thật ra là nó gọi là mũi mặt trong ha. Rồi như vậy là các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép ở cái chân móc bên cạnh này nha. Tiếp tục một kép thì một mặt ngoài hoặc là một mặt trong nha, vẫn lên một vòng lên kim. Mình làm mặt trong thì mình sẽ làm mặt trong hết, còn bạn nào mà mặt ngoài thì mặt ngoài hết nha. Đó, mình đã xong một mũi mặt trong nữa rồi đó, đây nó có cái vân nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc một mũi móc kép ở trong móc bên cạnh, cứ một kép một mặt ngoài hoặc là một mặt trong ha. Rồi các bạn móc như thế đến cuối hàng luôn, đến cuối hàng nè các bạn. Cuối hàng ví dụ như không có đủ cái họa tiết mũi mặt ngoài hoặc trong á, thì chúng ta cứ móc là hai mũi móc kép tại đi nha. Cái mũi sát mép này mình đừng có móc cái mũi ngoặt nha, để cho nó ôm cái cầm của chúng ta. Và bây giờ mình sẽ viền lại từ cái điểm này sang cái điểm bên đây, rồi ra đằng sau, rồi cái kết hàng. Bạn nào cái cọng len nó đang nằm ở bên này nè, các bạn cắt len cũng được nữa, rồi nối qua bên đây đi, rồi đặng làm chung với mình luôn ha, để cho nó đơn giản hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên một cái dãy móc xích bằng với cái số chiều dài mà cái cọng dây mà chúng ta mong muốn nha. Mình đã móc 65 mũi móc xích rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện những cái mũi dời để dời về cái điểm đầu ha. Và các bạn sẽ làm tới đầu hàng bên đây luôn. Rồi bây giờ mình sẽ móc ở cái hàng viền của cái phần thân nón trước ha. Mỗi chân này chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Rồi các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn đi. Mình đã móc những cái mũi móc đơn qua tới cái đoạn bên này rồi nè. Bây giờ mình cũng sẽ móc lên 65 mũi móc xích luôn ha, bằng với cái số mũi móc của cái cọng dây bên đây nè. Rồi mình cũng sẽ làm những cái mũi dời để về cái điểm đầu tiên này. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn viền lại ở cái phần phía sau nha. Mình đã móc những cái mũi dời xong rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc xuống cái chân móc ở dưới này ha. Móc hai mũi móc đơn cùng một chân. Rồi ở đây các bạn cũng sẽ móc cho mình cái này nó là mũi móc kép à, các bạn sẽ đâm kim xuống ở phía dưới này nè. Móc hai mũi móc đơn cùng một chân. Rồi ở đây cũng móc hai mũi móc đơn cùng một chân luôn ha. Ở chân đầu hàng nè, các bạn cứ móc vào chân móc đầu hàng á, là hai mũi móc đơn cùng một chân cho mình. Rất là dễ ha. Rồi mình còn vài mũi nữa.
Rồi chúng ta sẽ móc xuống cái chân móc ở phía dưới này. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim vô chỗ này đi, kéo lên ha. Đâm kim vô với chân móc chỗ giao nhau nè, các bạn kéo lên. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo lên qua ba vòng len như thế ha. Rồi bây giờ tới cái điểm ở chân mũi giờ này nè, các bạn đâm kim kéo lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vòng qua bên đây nè, chúng ta sẽ kéo lên. Rồi như vậy là tạo xong rồi ha. Cái chỗ này chúng ta vẫn móc là hai mũi móc đơn cùng một chân, xuống dưới này cũng móc là hai mũi móc đơn cùng một chân. Các bạn sẽ móc tới tới chỗ đầu cái cọng dây này luôn nha. Đó, ở đây là nó đã được uốn qua như thế này nè. Mình đã móc tới cuối hàng rồi đây. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vô cái chân móc ở này ha. Móc lên một mũi móc xích và chúng ta sẽ cắt len. Rồi rút thật chặt lại. Các bạn sẽ xỏ qua kim khâu len nha. Rồi chúng ta sẽ đưa cái cọng len vô phía trong để chúng ta giấu. Rồi các bạn sẽ cắt len. Chúng ta coi còn cái len ở điểm nào nữa, cái chúng ta sẽ giấu luôn ha. Chỗ này nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái hàng viền bèo màu trắng ha. Các bạn xoay nó lại. Chúng ta sẽ viền từ cái điểm đầu này qua tới cái điểm cuối bên đây là được nha. Chúng ta sẽ ốm cái len màu trắng vô ở chân móc này đi, chân này nha, xích xích qua bên. Bây giờ chân đầu tiên thì chúng ta sẽ móc vào nửa cái nhánh ở phía bên trong, chân thứ hai chúng ta sẽ móc vào nửa cái nhánh ở phía bên ngoài, cứ xen kẽ so len vậy ha. Rồi chân thứ ba nửa nhánh bên trong, chân thứ tư nửa cái nhánh ở phía bên ngoài, lặp lại là trong ngoài cho mình ha. Mỗi chân chúng ta sẽ móc 3 mũi móc kép. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo cái len màu trắng này qua, móc lên hai mũi móc xích và móc 3 mũi móc kép vào đây nha. 1 2 3. Xuống phía dưới nè các bạn, móc vào cái nhánh bên ngoài ha. 3 mũi móc kép cùng một chân. 1 2 3. Tiếp tục 3 mũi móc kép vào nhánh bên trong. Một, hai, ba. Rồi móc thêm cho mình những cái chân móc tiếp theo nữa ha. Mỗi chân là 3 mũi móc kép tới cuối hàng luôn. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc hai mũi móc xích ha. Trượt mũi vô chân móc đầu tiên nè. Móc lên một mũi móc xích rồi chúng ta sẽ cắt len nha. Bạn cũng sẽ giấu cái cọng len thừa này vào trong mũi móc. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc trang trí cái búi tóc giả ha. Các bạn sẽ lấy cái len màu hồng ra và chúng ta sẽ hạ cái size kim xuống thành 2.5 thôi nha, để cho nó nhỏ gọn thôi. Cái này mình làm 3 thì nó sẽ hơi to hơn á. Rồi bây giờ chúng ta cũng sẽ tạo vòng tròn ha. Các bạn sẽ móc vào vòng tròn này hai mũi móc xích nè, móc vào vòng tròn 11 mũi móc kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Các bạn kéo cho nó khít lại. Chuột mũi vào trong cái chân móc đầu tiên. Rồi canh chỉnh lại thêm lần nữa ha.
Ở hàng móc thứ hai, chúng ta sẽ móc lên hai mũi móc xích, móc vào chân móc đầu tiên hai mũi móc kép cùng một chân. Các bạn sẽ móc lần lượt hết 11 chân móc này luôn nha, mỗi chân là hai mũi móc kép. Và chúng ta sẽ móc tới cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng rồi và bây giờ tổng số chân móc của chúng ta sẽ là 22 ha. Móc lên một mũi hai mũi móc xích, đâm kim vào hai chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc kép. 1 2. Chân móc thứ ba chúng ta sẽ móc hai mũi móc kép cùng một chân. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm này cho mình tới cuối hàng luôn ha. Hai lần một kép và một lần hai kép. Mình đã móc tới chân móc kế cuối nè. Còn cái chân móc cuối cùng thì chúng ta sẽ móc một mũi móc kép vào đây ha. Rồi như vậy thì các bạn sẽ chụp mũi, tức là có được là 29 chân móc nha. Móc lên cho mình hai mũi móc xích. Bây giờ ở hàng thứ tư và hàng thứ năm, mỗi chân thì các bạn sẽ móc một mũi móc kép nha. Mỗi hàng chúng ta sẽ móc là 29 mũi móc kép. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc tới cuối hàng móc thứ năm luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ năm rồi, bây giờ chúng ta sẽ chụp mũi vào chân móc đầu tiên này. Móc lên hàng móc thứ sáu, hàng móc cuối cùng, các bạn sẽ móc lên hai mũi móc xích. Chúng ta sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh ở phía bên ngoài nha. Chúng ta sẽ móc cho mình mũi giảm, cứ đâm kim vào nhánh ở phía bên ngoài thôi. Quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào chân móc đầu tiên, nhánh bên ngoài ha. Rồi các bạn sẽ kéo len lên, kéo len qua hai vòng, giữ nguyên như thế này. Quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào chân móc thứ hai, các bạn lại kéo len qua hai vòng. Chúng ta còn lại ba vòng len trên kim, các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Đây được gọi là mũi giảm mũi móc kép nè. Và các bạn sẽ làm cho mình tất cả là những cái mũi giảm hết ha. Cứ hai mũi giảm thành một mũi. Và các bạn sẽ móc tới cuối hàng luôn nha. Còn một cái chân móc cuối cùng nè các bạn, chúng ta sẽ móc vào đây một mũi móc kép nha. Rồi chụp mũi vào chân móc đầu tiên này. Các bạn móc lên một mũi móc xích, cắt ra một cái độ len dài luôn đi, để một lát nữa chúng ta khâu vô cái nón luôn nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy len màu trắng ra. Chúng ta sẽ làm cái phần viền luôn ha. Đây là cái chân móc mũi dời nè. Chúng ta sẽ kéo cái len màu trắng qua nha. Móc lên 3 mũi móc xích. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc vào nửa cái nhánh còn lại ở chân móc đầu tiên. Móc cho mình 3 mũi móc kép nha. 1 2 3. Rồi, chân bên cạnh cũng 3 mũi móc kép luôn. Lần lượt hết tất cả nửa cái nhánh còn lại đó của cái hàng hồi nãy mình chừa ra đó, cứ móc mỗi chân là 3 mũi móc kép cùng một chân. Để chúng ta viền lại cái chỗ này ha. Mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta móc tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc viền tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chụp mũi vào chân móc đầu tiên này ha. Móc lên một mũi móc xích rồi cắt. Các bạn cũng sẽ giấu cái cọng len thừa này luôn nha. Cho nó vô ở phía bên trong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhồi cái phần bông gòn á vô ở trong cái lỗ này ha. Rồi chúng ta sẽ kéo khít cái chỗ này lại. Rồi các bạn sẽ nhồi nó vô nha. Không có cần chắc quá đâu các bạn. Tại vì đội ở trên đầu mà làm nó nhiều quá nó nặng đầu. Mình đã nhồi rồi nè các bạn. Nó khá là nhẹ ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ
đâm kim vào nửa cái nhánh ở phía bên ngoài của từng chân móc, rồi chúng ta sẽ kéo cái phần len nha. Rồi các bạn sẽ làm như thế cho tới cuối hàng luôn đi. Rồi lát nữa chúng ta sẽ rút nó lại à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo rút lại một lượt luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khâu nó lại luôn đi. Cầm như thế này nè. Rồi chúng ta sẽ rút lại một lần nữa. Và nó sẽ chặt à. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giấu cái cọng len thừa này đi ha. À, làm cho mình một mũi nút thắt đi. Đâm kim cho nó chính giữa. Xong rồi đưa nó vô ngay cái chỗ này, lát nữa mình sẽ khâu nó lại ha. Ngay trong cái chỗ giao nhau giữa màu trắng với màu hồng á. Bây giờ chúng ta sẽ căn chỉnh cái form lại ha. Chúng ta sẽ làm hai cái búi tóc như thế này. Đây các bạn, chúng ta sẽ để hai cái búi tóc ở hai bên như thế này ha. Và nó cách cái hàng màu trắng cũng khoảng cỡ ba hàng nè. Rồi như vậy thì hai bên thì chúng ta sẽ làm nó cân bằng với nhau, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn gắp nó vô nha. Rồi như vậy là mình sẽ đưa cái cọng len đó lên ha, xong rồi chúng ta sẽ đâm kim xuống phía bên dưới luôn, rồi các bạn kéo cái len này xuống, sau đó là chúng ta sẽ đưa nó lên bên trên lại, mở cái lỗ khác và chúng ta lại đưa nó xuống cái bên dưới. Cứ lần lượt như thế các bạn sẽ làm hết cái vòng tròn này luôn nha. Rồi bên đây chúng ta lại đưa nó xuống phía dưới nè. Tiếp theo. Rồi các bạn sẽ làm cho mình hết chân cái vòng tròn này, rồi làm bên phía cái búi bên kia luôn. Nó rất là dễ và nó rất là chắc chắn luôn á. Cái này giặt cũng không sao hết ha. Rồi các bạn làm nha. Sau khi các bạn làm xong á, thì chúng ta sẽ giấu cái phần len thừa vào phía bên trong này luôn ha. Rồi các bạn sẽ cắt len. Đây các bạn, mình có một ít cái dây ri băng nè, mình cột lên chỗ cái búi tóc đó cho nó xinh xắn hơn ha. Nếu mà các bạn không có cái ri băng thì chúng ta để trơn, hoặc là móc những cái mũi móc xích á rồi chúng ta cột lại cũng được nữa ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu mũ bonnet này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu mũ này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.